Chào các bác nhá. Hôm nay tôi xin giới thiệu chi tiết với các bác, hướng dẫn cho các bác cái cách độ loa chim sẻ nhá. Độ loa đánh sẻ. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bác cách độ cái loa E898 nhá, E898 phiên bản mới, điện sạc là 5V. Có nghĩa là quả pin của nó là quả pin 3,7V, một quả pin nhỏ như thế này. Và nguồn sạc của nó là nguồn sạc 5V. Thì các bác sẽ dùng chung được mấy cái nguồn sạc dự phòng của điện thoại nhá. Trường hợp mà các bác bị hết điện ấy, ví dụ như đây là cục sạc dự phòng điện thoại này, là các bác sẽ lấy cục sạc dự phòng điện thoại các bác dùng chung được nhá. Thế còn các bác nào, nói chung là mỗi người độ một loa, có người độ loa 76, có người độ loa 898. Nhưng hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bác độ cái loa 898 5V. Tại vì cái này có nhiều ưu điểm ở cái chỗ là pin nó dùng rất là lâu. Với một quả pin này thôi là các bác đã dùng được 10 tiếng hơn rồi. Thế còn trường hợp các bác mà đánh sẻ cả ngày thì các bác độ thêm một quả nữa, nhỏ này nữa, nằm ở trong này luôn, vẫn nằm ở trong loa luôn, gọn gàng luôn, thì sẽ dùng được tới tận 20 tiếng nhá. Thế còn về cách độ loa sẻ thì mỗi người một kiểu chơi nhá. Thì đây tôi giới thiệu với các bác một cái cách này là anh em dùng cũng rất là hiệu quả mà nó đơn giản, giá thành nó lại rẻ nhá. Đó là thứ nhất ấy, là các bác cản một cái con tụ vào cái dây dương của loa này nhá, cản một con tụ vào dây dương của loa này để cho nó lọc âm bát đi. Thì cho cái loa này ấy, nó nhiều âm check, nó chỉ còn âm check và âm trung thôi, nó không còn âm bát nữa nhá. Thế còn bản thân chính ấy, là cái loa này là loa bát thì nó nhiều âm bát. Nó nhiều âm bát thì khi đánh tiếng sẻ vậy nó bị ồm, nó bị ồn tiếng, nó không hay. Thì độ sẻ nó theo nó không hiệu quả, thì các bác làm cho nó giảm âm bát đi thì nó sẽ hiệu quả hơn. Thì các bác xác định đâu là dây dương nhá. Là các bác cắt dây dương ra. Cắt dây dương ra này. Quăng tước ra ngoài. Chưa? Các bác hơn nữa, tuốt dây đồng ra. Chưa? Và cái con chiếc hai anh này này, con chiếc hai anh này nha các bác nhá. Có rất là nhiều cách hàn. Đây các bác nhìn đây này, tôi hướng dẫn cho các bác luôn nhá. Nó có đây là chân này, là chân dấu trừ này, chân trừ này, chân này là chân bắt vào cực âm nhá. Thế còn chân dấu cộng là chân bắt vào cực dương. Thì giờ mình hàn ấy thì mình sẽ hàn vào chân dấu trừ trước này, thì nguồn điện nó sẽ đi qua con tụ và nó sang bên này. Thì còn chân dấu cộng thì các bác hàn một trong các chân này, thì các bác hàn chân dấu cộng vào đây ấy thì nó sẽ kêu nhỏ, nên trên này nó kêu to dần, và nên đến điểm này nó kêu to nhất nhá, nên điểm này kêu to nhất. Còn các bác mà muốn cái công suất nó được lớn nhất ấy thì các bác bỏ tụ luôn, các bác không cần dùng tụ này nữa, bỏ tụ luôn nhá. Thì các bác sẽ hàn vượt sang chân bên này, cái chân âm ấy các bác hàn vượt sang chân bên này. Vinh. Các bác hàn vượt sang chân bên này nhá. Thì dấu cộng các bác hàn ở điểm cuối này thì nó sẽ đạt được cái âm thanh âm lượng lớn nhất nhá các bác nhá, âm lượng lớn nhất. Ví dụ như cái này tôi đã hàn sẵn đây này, đây là dấu trừ này, là chân tụ này, tôi cắt tụ đi và tôi hàn sang bên này nhá. Hàn bên này là cái là chân trừ đây, chân âm bên này. Thế còn chân dương ấy là tôi hàn ở điểm cuối cùng thì là sẽ đạt được cái công suất lớn nhất của cái con check này. Và cái con check này là nó là cuộn dây đồng, nó là siêu check này. Thì các bác lấy băng dính các bác quấn vào như này để bảo vệ cho nó nhá. Và thứ hai nữa, đối với cái loa 898 này ấy, nó còn một cái khoang diện tích nhỏ chỗ này, thì các bác tôi sẽ chế vào đây luôn, nó nằm ở trong luôn như này ấy, là công suất nó lớn nhất thì nó nằm ở trong, nó kêu to thì nó cũng hạn chế bị thét nhá. Tại vì cái lỗ này là mình không dùi, tôi là tôi không dùi nhá, các bác có dùi thì các bác dùi. Thì bây giờ trước mắt đây là mình cắt dây dương qua cái dây dương của loa bát ra này, cắt dây dương loa bát ra này nhá. Xong bắt đầu dây dương này, dây dương nhá, dây dương của cái check này các bác hát vào điểm, bác hàn vào điểm trên nhá, điểm trên con tụ, có nghĩa là điểm điểm từ cái dây này ra này, có là hàn điểm trên tụ từ mạch ra. Đó. Trên mạch loa này. Đây đây. Nha. Xong các bác hàn vào một chân tụ. Anh ca này, đúng rồi. Các bác hàn lại nhé. Đây chú đây. Tại không. Đây anh cứ hai này căng ra.
Đó điểm ngoài nó. Để em hàn ở giữa. Đây nha các bác, hàn cái này vào, dùng thước hàn nhé. Rồi, đây là các bác hình dung này, hàn cái dây từ trong mạch loa ra ấy, là nó vào trơn trên của con tụ, xong bắt đầu ra cái dây dương, ra dây dương để dẫn ra check nhé, ra dương để dẫn ra check. À, còn đấy, một cái dây dương mà ra loa bát ấy, thì nó sẽ đi qua con tụ và nó ra loa bát. Thế còn cái con tụ này ấy, thì con tụ xoay chiều. À, các bác thích để chiều nào cũng được, quay chiều nào cũng được, không cần phải chiều trái phải gì nhé. Đấy, xong bắt đầu các bác hàn cái chân tụ này, hàn chân tụ này vào cái chân bát, chân cộng của bát loa nhé, chân cộng của bát loa. Anh ơi, giữ em. Đây, đây giữ em trước, giữ em. Đây giữ em. Tao đang bận. Đây nó nằm như này nhé. Không anh cầm. Vâng anh. Anh cầm đây. Xong rồi nó hơi chọc này xuống. Đó. Hở ra để em hàn được. Đây cơ mà. Đấy, chân đồng này cơ mà. Trồng cái chân nó, trồng cái chân. Đấy, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Đây. Đây các bác nhìn nhá. Rồi. Đấy, mình hàn được chân. Đây là dây dương nhá. Thế còn dây âm. Dây âm của cái chéc này này. Đây là một chéc này các bác hàn trực tiếp vào đây. Các bác hàn trực tiếp vào cái dây âm của loa nhé. Đây, các bác hàn trực tiếp vào dây âm của cái bát loa ấy, là cái dây âm của chéc nhá. Rồi được rồi nhá. Đấy. Rồi bây giờ các bác bắt nó vào thôi. Nên các bác bắt vào trong con loa này. À, các bác lưu ý này, cái mạch mạch của quả pin ấy là các bác cắm ở rắc dưới nhá. À, các bác cắm ở cắm rắc trên này này. Cắm rắc trên này mới là mạch của pin này. Đấy. Thế còn cái rắc mạch của bát loa các bác cắm ở rắc dưới. À, cắm rắc dưới như này. À, cái con này nhá. Con này các bác để vào chỗ anten này, để cho khen này. Để cho khen anten này này. Thì để tránh va chạm vào anten này, các bác làm cho nó miếng băng dính nhá. Làm miếng băng dính. Các bác dán cái khớp sau này. Để nó che cái khớp sau nó khỏi bị chập nhá. Đấy. Đây, phía sau các bác che này nhá. Phía sau các bác che này lại rồi. Che lại. Bây giờ các bác để ngay bên cái sườn anten này này. Để ngay sườn anten này thôi. Là đây này, các hình dung này. Em lấy quả pin Queen 3 pin nhỏ này. Đây để ngay sườn anten này. Là các bác sẽ nắp vào đây nhá. Nắp vào trong này là tất cả nằm gọn trong này hết nhá. Đây nằm gọn trong này hết. À, các bác để tụ vào cái này nó khỏi bị chạm vào là được này. Đấy. Là tất cả nằm gọn trong này hết nhá. Đấy. Rồi. Rồi cho anh mượn rồi. Nhá. Đấy, các bác đây là tôi hướng dẫn cho các bác độ cái loa 898 nhá. Đây là độ tụ
và độ check nằm ở trong luôn. Thì cái check này là mình bỏ tụ của check đi và hàn răng chân kêu to nhất là cái check này là sẽ phát huy hết công suất của nó, nhưng mà nó nằm ở trong loa này, trong này này, mình không đục lỗ thì là cái âm check nó không phát ra ngoài nhiều, thì nó giảm được cái tiếng thét nhá, giảm được cái tiếng thét, giảm được tiếng chá nhá. Đấy. Thế còn đây này, cái loa này là dùng một, nó dùng pin như này nhá các bác nhá, với một quả pin như này ấy, là căng lên các bác đã dùng được 10 tiếng rồi. Thế còn các bác là thợ chuyên nghiệp thì các bác sẽ kẹp tiếp một quả vào đây nhá, các bác muốn độ các bác kẹp tiếp một quả vào đây nữa nhá. Thì các bác câu cái dây này, cắt dây ra, câu sang dây bên này, các bác câu đỏ vào đỏ, đen vào đen, thì các bác sẽ nhập được hai nguồn điện của quả pin này vào một nhá. Thì là các bác sẽ dùng được cả 20 tiếng luôn đấy. Đây là tôi hướng dẫn sơ cho các bác nào có nhu cầu thì độ như vậy thì độ nhá. Đây là mình sẽ đưa cái check này vào trong này, tôi lắp lại này. Đấy. Đấy, và mình set ốc mà. Em bảo chị đem thẻ với kim xẻ đây. Có set ốc lại nhá. Đấy.